Hello tất cả mọi người. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng giải đáp câu chuyện là mình ăn gì trước và sau khi đi tập để buổi tập của chúng ta trở nên hiệu quả hơn. Bởi vì rất nhiều bạn hỏi Na câu đấy luôn. Mọi người thử tưởng tượng nhá, nếu như mà mình không có sức, bụng mình đói thì làm sao mà mình tập được, đúng không? Lúc đấy mình đứng yên một chỗ mình cũng đã thấy mệt rồi. Nói gì đến việc phải chống tay mountain climb rồi jumping jack hay là tập những cái động tác mệt nhất, mất sức nhất. Điều đấy cũng có nghĩa rằng là các bạn luôn luôn phải ăn trước khi tập. Kể cả là các bạn tập buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều hay là buổi tối thì các bạn đều nên ăn trước khi tập từ 20 đến 30 phút. Giống như là các bạn phải bơm nhiên liệu, bơm xăng cho cái cỗ máy để cho nó hoạt động. Thì lúc đấy các bạn mới có thể tập hiệu quả, tập hết sức mình thì nó mới đốt được nhiều calo. Về nguyên tắc là như thế. Và cái nguồn thực phẩm mà cung cấp nhiều năng lượng nhất cho cơ thể chính là carbohydrate. Mà cái loại carbohydrate hấp thụ nhanh ấy, cái mà mọi người vẫn hay nghĩ là carb xấu ấy, thật ra chúng mình không có carb xấu và carb tốt. Carb hấp thụ nhanh và carb hấp thụ chậm thôi. Khi mà các bạn ăn carb hấp thụ nhanh và các bạn sẽ cảm thấy cực kỳ khác, mình sẽ cảm thấy khỏe lên ngay lập tức. Các bạn có nghĩ ra những cái thực phẩm gì mà kiểu chỉ một chút thôi là đã cảm thấy tỉnh cả người không? Đó, chính là những cái mà khi mà đi nắng rất là mệt, tập xong rất là mệt xong rồi kiểu uống các bạn cảm thấy nó rất là đã ấy. Nó chính là trái cây này, hoặc là các loại nước ép trái cây thì trong đấy nó sẽ có rất là nhiều đường. Một số những cái loại sữa dinh dưỡng mà nó có nhiều chất ấy, ví dụ như là Ensure này hay là Milo mình thấy cũng ok. Hoặc đơn giản là một cốc trà tắc và có đường trong đấy là uống vào các bạn sẽ thấy khỏe lên ngay rồi. Hoặc là một số những cái loại bánh dinh dưỡng mà tiện lợi mình có thể mang theo được bên người, ví dụ như là mấy cái bánh của Baker Baking mà dạo này mình hay ăn. Đây là thanh hạt dinh dưỡng, còn đây là bánh chuối yến mạch. Đây là loại bao bì mới nên là nó hơi khác một chút chứ cái loại mà tuần trước mình vừa ăn thì nó không giống như này. Mình rất là thích cái thanh hạt này luôn, ăn rất là tiện. Mà ăn nó giống như kiểu cái bánh gì mà hồi xưa mẹ mình hay mua ấy nhở. Trong này thì có rất là nhiều thanh luôn. Ố, hai thanh hạt này có tận 196 calo. Bình thường một cái bánh nó chỉ có khoảng tầm 40-80 calorie thôi ấy. Carb là 25 gram, 7,3 gram fat và 9,4 gram protein. Khá là nhiều protein trong một cái bánh. Đây, gói bánh chuối này thì có 31,2 gram carb, 8,2 gram protein, chất xơ là 1,3, fat ghi là 8,5% thì mình không hiểu lắm. Đấy là giá trị dinh dưỡng trên 50 gram. Từ từ để xem 50 gram là như nào nhá. Đây, cái cân 8 miếng này thì có 10 gram protein thì là ít hơn cái thanh hạt dinh dưỡng này. Chắc là tại vì cái thanh hạt này nó có nhiều loại hạt ấy, mà hạt thì bao giờ cũng chứa nhiều protein. Nó là dạng bánh cookie thì nó sẽ không thể nào nhiều protein bằng được. Cái đồ ăn vặt dinh dưỡng mà mình thích nhất trong thời gian dạo này chính là cái thanh hạt này. Mình hay ăn cái thanh hạt này nhất luôn. Vì nó quá là nhỏ, nhanh và dễ ăn và nó lại còn có nhiều chất, nhiều protein với cả carb trong này nữa. Đây, nhà mình đang có Ensure đây. Lấy cho mọi người xem luôn. Mình lúc nào cũng để sẵn những cái đồ có thể ăn trước khi tập ở nhà. Để tiện thì là mình sẽ lấy ra mình ăn luôn ấy. Đặc biệt là mình thích uống Ensure, tại vì Ensure là một trong những cái loại sữa dinh dưỡng có rất nhiều chất đấy mọi người. Trong một lon này cũng có 250 calo này. Protein là 9 gram, chất béo là 6 gram và carb là 41 gram, rất là nhiều carb, bằng một bát cơm luôn. Nói chung là một bữa phụ ăn trước khi tập thì mọi người cứ ăn khoảng tầm 200 đến 300 calorie là ok rồi. Mà đừng ăn vặt lung tung, ăn những cái mà nó có nhiều chất dinh dưỡng trong đấy ấy. Nếu bạn tập vào sáng sớm thì Na khuyên là các bạn nên sắp xếp ăn bữa sáng trước, sau đó rồi mới tập. Còn nếu mà bạn nào không quen thì các bạn ăn một bữa nhẹ khoảng tầm 200 calorie này, xong rồi tập xong thì các bạn lại ăn một bữa sáng no nữa. Còn nếu mà bạn tập buổi tối thì nó cũng hoàn toàn phụ thuộc vào cái thời gian mà các bạn tự sắp xếp cho bản thân ấy. Ví dụ như Na thì nó cũng linh hoạt nha. Có những hôm nào mà Na tập và dậy vào lúc 8 giờ tối thì Na sẽ sắp xếp để ăn một bữa chính thật là đầy đủ trước khi mà mình đi tập và đi dậy. Lúc đấy cảm giác đi tập nó rất là tràn trề sinh lực, cảm thấy nó rất là thoải mái và khỏe khoắn. Còn nếu mà lớp tập vào 5:30 hoặc là 6:45 thì mình sẽ ăn nhẹ trước khi tập khoảng 200-300 calorie, những cái đồ như thế này này. Sau đó rồi tập xong thì về sẽ ăn bữa chính sau. Thực ra ấy, cái thời gian mà bạn hấp thụ calo nó không quan trọng,
hấp thụ calo vào lúc nào thì số lượng calo mà mình hấp thụ nó cũng chỉ như thế thôi. Nhưng các bạn không nên ăn vào quá muộn, tại vì ăn bữa tối quá muộn nó có thể làm ảnh hưởng nhiều đến cái sức khỏe của mình sau này, vì các bạn sẽ bắt dạ dày của các bạn phải hoạt động trong khi cơ thể và tâm trí các bạn nó đã rơi vào giấc ngủ rồi. Như thế dễ bị đau dạ dày, nói chung là nó sẽ không tốt và nó không thuận cho sức khỏe tự nhiên ấy. Ăn tối muộn là cái khoảng tầm 10 giờ đổ ra ấy. Và theo như Na quan sát với kinh nghiệm đi dạy lớp các bạn rất là lâu rồi, thì thông thường các bạn hay có thói quen tập vào khoảng từ 5 đến 7 giờ tối sau khi các bạn tan học hoặc là tan làm. Thì cái giờ đấy ấy, là tan làm tan sở xong là sẽ đi đến phòng tập ngay. Nên tốt nhất các bạn hãy thủ sẵn những cái mà nó dễ mang theo, như kiểu cái gói bánh này, hoặc là 2 đến 3 cái thanh hạt này. Gói bánh chuối yến mạch này là Nam mua 240.000 ở trang web của Baker Baking ở đây. Còn cái hộp thanh hạt này là 265k, cũng mua ở trên trang web này luôn. Các bạn có thể kéo xuống phần comment hoặc là phần mô tả video, Na sẽ để một cái link ở đấy mọi người kích vào cho dễ. Na cảm giác dạo này mình đang trở thành tổng đài fitness của tất cả mọi người, vì cái gì mọi người cũng hỏi mình luôn. Cách mua hơi khác biệt một chút nha mọi người, từ từ. Nhìn thấy cái số điện thoại đấy không? Gọi điện cho họ là ngày mai họ sẽ ship tới cho mình. Cả hai loại bánh này đều có hạn sử dụng tận 3 tháng, để được rất là lâu. Mà các bạn bỏ vào trong túi tập ý, đè các thứ lên cho giày cho dép lên, nó cũng không bị vỡ nát một chút nào luôn. Rất là cứng, đấy là cái ưu điểm của nó. Khi đi tập thì mình sẽ ăn carb, mọi người nhớ nha. Sau khi đi tập thì ngược lại là chúng ta sẽ phải ăn protein. Protein có nghĩa là đạm ấy mọi người. Nếu được, ngay sau khi tập thì các bạn nên uống một shot whey để phục hồi cơ bắp với cả bổ sung năng lượng. Đây là tất cả những cái whey mà mình có. Thêm đây này, hôm trước vừa mua xong. Mình đang định làm một cái video review tất cả những cái loại whey nổi tiếng nhất. Nếu mọi người thích xem cái video đấy thì mọi người comment cho mình nhá. Không có quay lên lại chả để xem. Hoặc nếu không có điều kiện uống whey thì ngay sau khi tập các bạn nên ăn một bữa tối thật là đầy đủ chất, với tỷ lệ chất là 30% protein, 35% carb và 35% fat. Hoặc nếu các bạn mà không biết tính ý, thì các bạn có thể chia tỷ lệ theo một cái đĩa như thế này. Các bạn để đồ ăn lên trên đĩa thì xếp các cái phần protein, fat và carb ra như thế này nha. Cũng có nhiều câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta phải uống whey sau khi tập, điều này có bắt buộc hay không? Thì câu trả lời là không nha. Whey chính là protein, là đạm. Uống whey sau khi tập bởi vì nó nhanh và tiện, chỉ cần 30 giây thôi là chúng ta đã có thể bổ sung được đạm rồi mà không cần phải nhai mất thời gian. Và các bạn hãy nhớ rằng whey không thể thay thế được protein trong thực phẩm tự nhiên như kiểu là từ thịt, cá, trứng, sữa đâu, nên các bạn vẫn phải ăn đủ bữa tối có đầy đủ protein nhá. Và một lưu ý quan trọng là dù các bạn ăn gì trước và sau khi tập thì điều đấy cũng không giúp các bạn giảm cân hay là giảm mỡ đâu. Giảm cân hoặc giảm mỡ nó chỉ xảy ra khi mà lượng calo nạp vào nhỏ hơn lượng calo đốt ra. Có nghĩa là các bạn phải ăn ít so với các lượng mà các bạn đốt ra hàng ngày á. Đó, hy vọng là cái video này có thể giải đáp được thật nhiều thắc mắc cho tất cả mọi người. Và Na hy vọng rằng là chúng ta tập luyện ăn uống bằng kiến thức của mình, chứ không phải là nghe người khác kháo nhau rồi đồn đại rồi chúng ta nghĩ rằng ABCD XYZ thì chúng ta làm theo như thế. Hãy thực sự hiểu những cái gì mình ăn và tại sao mình phải ăn như thế. Nhớ nhấn nút subscribe cho kênh của Na và nhấn nút quả chuông và giới thiệu cho bạn bè nếu các bạn thấy video này hữu ích. Và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo.